mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ 12 Nhi với Lũng bị cách ly. Còn 2 ngày nữa thôi là tụi mình sẽ được hết cách ly. Chưa biết mà. Thì hy vọng là vậy đi. Thì hôm nay Nhi với Lũng sẽ làm video Q&A để trả lời những cái câu hỏi của mọi người. Nhi đã viết, Nhi có để một cái tấm hình ở bên trên YouTube đó, thì Nhi có hỏi mọi người muốn hỏi câu hỏi gì thì cứ hỏi, cứ comment ở dưới thì mình nhớ thì trả lời. Bây giờ câu hỏi đầu tiên đó là tụi mình là bạn bè của nhau từ khi nào? Tụi mình là bạn bè của nhau từ 5 năm trước. 5 năm trước. Trong một lần đi Đà Lạt du lịch cùng với bạn bè thì Nhi đã biết Lũng. Sau đó thì tụi mình bắt đầu làm bạn với nhau tới bây giờ là được 5 năm rồi. Câu hỏi số 2 là con gái Việt Nam thường sử dụng những loại mỹ phẩm nào của Hàn Quốc? Thì theo như mình biết á, thì con gái Việt Nam thường sử dụng cũng nhiều lắm. Nhưng mà cái hãng mà Nhi nghĩ là phổ biến nhất á, và bình dân nhất là Innisfree với lại The Face Shop. Đúng rồi, Innisfree với The Face Shop còn còn cao hơn, high-end hơn một chút. Lanne thì là Lanne, Ohi và cái lại Hu hoặc là Suwaso. Tại vì con gái Việt Nam thì thường rất là chuộng mỹ phẩm Hàn Quốc. Từ nước hoa hồng này đến cushion hay là tất cả makeup dưỡng da gì thì hầu như là rất là thích xài đồ của Hàn Quốc. Câu hỏi số 3. Các bạn có thể giới thiệu một số địa điểm đẹp nhưng khách du lịch không biết đến không? Các địa điểm đẹp ở Việt Nam á, thì Nghi biết là có rất là nhiều địa điểm đẹp. Ví dụ như là đảo nè. Đúng rồi, chủ yếu là biển đảo đó, mà có nhiều cái vùng biển đảo mà ở thành phố chứ mà chỉ là dân địa phương, chỉ biết tới dân địa phương thôi chứ còn không có quảng cáo nhiều ở trên du lịch đó, thì rất rất là đẹp. Ví dụ như ở gần đó thì Nhi thường đi Bình Ba, đi Đà Lạt. Đúng không? Đúng rồi, Bình Ba, Đà Lạt, rồi, Bình Hưng. Ở ngoài Quy Nhơn. Quy Nhơn, đúng rồi. Ở ngoài Quy Nhơn là cái gì ta? Kỳ Co hả? Kỳ Co. Rồi đảo Nam Du. Cái đó ta chưa đi. Khá là nhiều. Thì Nhi với Nhi có dự định là sẽ đi hết những cái nơi đó để và làm video cho mọi người coi. Thì nên... nó sẽ chi tiết hơn, rõ ràng hơn thì mọi người sẽ thấy. Chứ còn bây giờ Nhi với Lũng nói thì nếu mà mọi người không có thấy hình ảnh đó, thì cũng không có hình dung được đâu. Rồi, câu hỏi thứ tư là các bạn đã từng bán quần áo rồi hả? Đọc kỹ. Các bạn đã dừng. Đã dừng bán quần áo rồi hả? Nhi với Lũng chưa có dừng bán quần áo. Nhi với Lũng vẫn đang bán quần áo. Nhưng mà hiện tại thì vì virus cho nên là các hội chợ đều đã nghỉ hết rồi. Cho nên hiện tại Nhi với Lũng không có bán được. Câu hỏi số 5. Bạn thích điều gì nhất khi đến Hàn Quốc? Thì Nhi á, thì đến Hàn Quốc thì Nhi thích nhất là đồ ăn. Lũng thích nhất là thời tiết ở Hàn Quốc. Câu hỏi số 6. Số 6. Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với người Hàn Quốc chưa? Thì cái này Nhi thật sự thành thật mà nói là Nhi đã nghĩ rồi. Lúc mà Nhi xem phim Hàn Quốc thì Nhi lúc nào cũng tưởng tượng là mình cũng giống như diễn viên ở trong phim. Tại vì rất là lãng mạn mà. Câu hỏi thứ 7. Câu hỏi thứ 7. Công việc chính của các bạn là gì? Là bán quần áo. Nhưng mà bên cạnh công việc bán quần áo thì Nhi với Lũng có nhận chụp hình, làm người mẫu chụp hình cho mấy shop quần áo thời trang đó. Và quay YouTube. Thì bây giờ Nhi đang rất là mong muốn YouTube có thể trở thành công việc chính của mình. Là Nhi mong là cái thu nhập từ YouTube nó có thể trang trải được cuộc sống của mình, thì nó có thể trở thành thu nhập chính của mình. Câu số 8. Bạn bao nhiêu tuổi? Nhi... cái này hơi... không muốn trả lời. Nhi... Mình... tụi mình 20 mấy tuổi. Thì là Nhi với Lũng là 25 tuổi. Cả hai đều là 25 tuổi nha mọi người.
bạn có thể giới thiệu vài địa điểm gần Hồ Chí Minh mà chỉ người địa phương biết, và có thể giới thiệu vài địa điểm gần Hồ Chí Minh. Đi du lịch hay là thì như Nhi nói đó, ở gần Hồ Chí Minh đó, thì người ở Hồ Chí Minh thì người ta sẽ thường đi đi Vũng Tàu và đi Đà Lạt. Hai cái địa điểm đó rất là gần Hồ Chí Minh, nhưng người ta sẽ chỉ đi hai cái đó thôi. Còn lại thì có thể đi có những cái tour mà đi Củ Chi đồ á. Cái đó thì nhưng mà cái đó thì khách du lịch nếu mà được tới Việt Nam là sẽ được quảng cáo rất là nhiều. Và các tour còn lại thì người ngay cả người Việt Nam thì người ta cũng chỉ ở Sài Gòn thì người ta cũng chỉ đi nhiều nhất là Vũng Tàu với Đà Lạt thôi. Chứ cũng không có cái nào khác. Điều gì tuyệt vời nhất đối với bạn khi ở Hàn Quốc? Đối với Nhi là điều tuyệt vời nhất khi ở Hàn Quốc đó là cái sự yêu mến của người Hàn Quốc đối với Nhi. Còn Lũng thì Lũng thấy cái gì cũng tuyệt vời hết. Mày người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi. Mày người yêu anh đi về đi. Vô câu hỏi số 15. Món ăn yêu thích, món ăn Hàn Quốc yêu thích của các bạn là gì? Với Nhi là gà rán. Lũng thích ăn kim chi. Lũng ăn kim chi, Nhi thích ăn gà rán. Cái món gì Nhi ăn mà lúc mà Nhi uống với bia á, cái vị đó rất là ngon, không thể nào mà tìm được ở chỗ khác. Đấu, ước mơ của bạn là gì? Ước mơ của Nhi là được đi du lịch khắp thế giới. Ước mơ của Nhi là đi du lịch khắp thế giới. Tiếp có nghĩa là khắp nơi luôn. Mà Nhi mong muốn là có thể được đi Hàn Quốc sớm và sẽ được đi châu Âu. Mày đã gì mày cười? Không biết. Không có đúng không? Con này nó không có ước mơ. Không biết. Con này không có ước mơ. Mọi ok không. Câu hỏi tiếp theo, Lũng là không có ước mơ. Câu hỏi số 17 là virus corona đã làm mọi thứ rất là hỗn loạn, hai bạn thì có khỏe không? Thì Nhi cảm ơn câu hỏi này rất là nhiều. Nhi muốn thông báo với mọi người biết là Nhi rất là khỏe. Nhi và Lũng rất là khỏe. Mình rất là khỏe. Về mặt tinh thần và thể chất vẫn rất khỏe. Thì ở đây hơi rối rối tí thì ở trong nhà hơi lâu nhưng mà vẫn rất khỏe. 18. Món ăn Việt Nam yêu thích của hai bạn là gì? Lũng thích ăn nhất là món thịt kho. Lũng thích ăn thịt kho, còn như thích ăn canh chua. Canh chua của mẹ nấu. Câu 19. Mì ramen nào của Hàn Quốc là ngon nhất? Như thích ăn mì tương đen. Trang miên. Lũng thích ăn cái mì cay cay á. Mì cay hả? Lũng ăn mì cay. Nhưng mà cái loại cay bình thường thôi, đừng có super spicy. Rồi, câu 20. Mì ramen nào của Hàn Quốc là cay nhất? Cái mì mà Lũng mới gì đã thử ăn đó, cái mà nhân hai lần cay, cái đó Lũng thấy là cay cay nhất. Đó muốn xỉu. Câu số 21. Bạn ai là người đã làm phụ đề cho hai bạn? Thì phụ đề Hàn Quốc á là Nhi có nhờ một cái bạn sinh viên hoặc là người Việt Nam học tiếng Hàn. Sau đó là Nhi hãy trả tiền cho bạn đó mỗi tháng. Còn phụ đề tiếng Trung, tiếng Anh là Nhi làm. Còn tiếng Trung, tiếng Nhật là Nhi dùng Google dịch. Thì còn không ai làm hết. Đúng rồi. Câu hỏi số 22. Bài Hàn, bài tiếng Hàn nào? Bài hát tiếng Hàn. Bài hát tiếng Hàn nào phổ biến nhất trong karaoke ở Việt Nam? Thì Nhi theo Nhi biết thì đó là bài Gangnam Style. Ai cũng hát hết. Nhưng mà người ta chỉ ú ớ trong họng thôi rồi. Chứ thực ra người ta không có hát được. Tại vì người ở trong karaoke vì cái bài đó giống như là nhạc hay đó. Người ta bật lên để chủ yếu là nghe xong rồi nhảy theo thôi, chứ thực ra hát theo thì khó lắm. Đúng rồi. Rồi, câu hỏi 23. Thu nhập từ YouTube của bạn bây giờ là bao nhiêu? Rất là thấp. Chỉ có khoảng như vậy là khoảng 200 đô một tháng thôi. Chỉ khoảng 200 đô một tháng thôi. Và thu nhập nó còn tăng giảm theo cái lượng view nữa. Mình thì cũng không có chắc chắn được là thu nhập của bao nhiêu. Nhưng mà trước như có show cho mọi người thấy đó. Thì lần đầu tiên là YouTube trả ghi là được 670 đô. Còn những lần tiếp theo thì chưa có biết, nhưng mà còn đang đợi. Câu hỏi sẽ 24. Bạn cao bao nhiêu? Đúng cao.
1m57. Như ra 1m58. Mắc cỡ ghê. Nhóm máu câu hỏi số 25. Nhóm máu của bạn là gì? Đúng là nhóm máu O. Nhi không có nhớ là như nhóm máu gì, nhưng mà hình như là nhóm máu A hay là AB gì đó. Quên rồi, hình như là A á. Hình như là A á. Ừ. Ta cũng nhớ mang máng, không nhớ lắm. Rồi, đây là trên đây là 25 câu hỏi là đã kết thúc cái video Q&A ngày hôm nay rồi. Cũng sắp kết thúc được ngày cách ly thứ 12. Hôm nay là hết luôn rồi. Nhi mong là 2 ngày nữa là Nhi với Luận sẽ được thả để được đi chợ mua đồ ăn rồi nấu ăn để làm video mới cho mọi người. Chứ bây giờ ở nhà rồi không có video nào hết trơn, không có một cái video nào hết. Tại vì không có làm gì được hết mọi người, cái gì cũng phải nhờ người khác đi mua ở ngoài mang vô thì hơi là bất tiện đó. Cho nên là Nhi với Luận hơi khó mà cố lên, sắp hết rồi. Video hôm nay tới đây là hết rồi. Mọi người nhấn like và subscribe kênh Nhi với Lũng nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người.